Để thỏa mãn cơn nghiện, đồng thời bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời, nên Nguyễn Quốc Nam đã đặt mua ma túy đá từ một đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh thông qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe tải. Nhưng trên đường nhận gói ma túy vừa mua về nhà thì Nam bị công an bắt quả tang. Vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 11 tháng 8, tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống tội phạm công an tỉnh Kiên Giang phát hiện Nguyễn Quốc Nam, sinh năm 1993, ngụ tại phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, đang chạy xe máy trên đường Quang Trung, phường Vĩnh Quang, vi phạm về quy định giãn cách xã hội nên ra hiệu lệnh dừng xe. Qua kiểm tra hành chính thì phát hiện trong túi quần của Nam cất giấu một bịch ni lông, bên trong có hạt tinh thể màu trắng, có trọng lượng khoảng 20 gram, nghi là ma túy tổng hợp, nên tiến hành tạm giữ. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận bản thân là con nghiện. Khoảng gần một tháng nay, do dịch bệnh và giãn cách xã hội, nên nguồn ma túy trên địa bàn thành phố Rạch Giá rất khan hiếm. Lợi dụng chuyện này, Nam đã tìm mua ma túy đá về bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lợi cao và để sử dụng. Bịch ni lông có chứa các hạt tinh thể màu trắng vừa bị công an bắt giữ. Chính là ma túy đá được y đặt mua với giá 9 triệu đồng của một đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh và được gửi về Rạch Giá thông qua một dịch vụ giao hàng hóa bằng xe tải. Hiện tổ tuần tra đã bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Rạch Giá để điều tra và xử lý theo thẩm quyền.